chương trình tham gia văn nghệ của Hà Bảo Quang đến đây là kết thúc. Một lần nữa thay mặt cho các anh chị trong đoàn văn nghệ xin gửi tới quý vị ban giám khảo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.